cái số lượng họ nói chứ. Trong bộ kinh này nói về Tam Bảo và Tam Học. Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ta phải biết niệm như thế nào. Niệm giác chánh tịnh, niệm thân tịnh bình đẳng giác. Vậy là tu niệm sao đó? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài ba điều này ra, Đức Phật dạy chúng ta niệm thiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên là sao? Thiên là trời, tượng trưng thập thiện nghiệp đạo. Sinh lên cõi trời đều do tu thập thiện nghiệp đạo. Dạy chúng ta niệm thiên chính là niệm thập thiện. Cõi trời sắc tướng, ngoài thập thiện và thiện định ra, còn phải tu từ bi hỷ xả, tướng vô lượng tâm. Niệm thiên nghĩa là dạy chúng ta niệm thập thiện và tướng vô lượng tâm, phải thường niệm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm giới nghĩa là giữ pháp, giữ quy củ. Điều sau cùng dạy chúng ta niệm thí. Thí là bố thí. Bố thí tức là dạy chúng ta buông bỏ toàn bộ thân tâm.